Ngày 30 tháng 7 năm 2019 hiện giờ là 1 giờ 40 phút. Ai đây là phía rìa ngoài ta đây. Tôi sẽ đi là quanh tây này rồi đi thẳng lên được núi rừng. Cái con đường này có thể đi lên rừng này các bạn. Tôi sẽ đi cho các bạn coi. Đây cái nhỏ cũng ở cái mã tay đây. Không có e nhỏ hết. Đây con gò nữa hiểu không? Bên đường này nó lên dốc kia thiệt. Đi cái nhà của người ta, cái con đường vô khó. Ô, con ta ta vừa mới lên được một cái dốc, như cả ống cả cái đường con đường này 4 năm rồi tôi chưa đi nữa các bạn. Từ khi năm nữa các bạn, từ khi tôi bốn học lớp 4 thì giờ tôi lên lớp 9 các bạn. Thôi tôi đang học lớp báo rồi tôi mới đi con đường này duy nhất, còn lại chưa đi. Nói cái nhờ nhờ tình nghĩa, tình đây có nghĩa nè. Ủa sao người ta không có lộn cái đoạn này ta, vô lý vậy. Người ta lộn con cái này đường đất này các bạn, xi măng xi măng thì được nửa đây, gia đình đất thì bao nhiêu đây các bạn. Rồi ta xi măng nữa, nó là con đọc hay các bạn hay ở đây có biết gì hay. Ủa có một con chó nằm dưới đường đang canh mẹ tôi.